Chào Hương, em làm gì mà trông em lo lắng quá vậy? Chào anh Vũ, Ngọc Hương xin được chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quả là giống như anh Vũ nói đó, Ngọc Hương có hơi lo lắng một chút xíu, mà không biết là anh có giúp em được không nữa. Chuyện gì em có thể nói xem. Đơn giản á, còn 2 ngày nữa đến ngày sinh nhật của em, nên em muốn tự tay vô bếp nè, làm một cái món gì đó thật là ngon, mà cũng lạ nữa, để có thể chiêu đãi cho bạn bè và gia đình của mình, mà em không biết nên làm món nào hết á. Hôm nay anh sẽ hướng dẫn cho em và quý vị khán giả sẽ làm món cua sốt me. Để cho 4 người ăn thì chúng ta cần khoảng 2 con cua, mỗi con cỡ 400g. Sẵn đây á thì anh chỉ cho Ngọc Hương cũng như quý vị khán giả cách lựa cua đi. Lần nào em mua cua cũng bị chê là không ngon hết á. Chúng ta dùng tay bấm hai bên yếm cua, nếu thấy cứng là cua chắc. Và cua chắc thường có màu sẫm hơn cua ốp. Nếu muốn ăn nhiều gạch thì các bạn mua cua cái có yếm to, còn nhiều thịt thì các bạn mua cua đực có yếm nhọn. À hay quá, ngày hôm nay thì em mới biết cách lựa cua đó nha. Ủa mà ngoài cua ra thì nguyên liệu mình làm món cua sốt me còn có những gì hả anh? Ngoài cua ra chúng ta còn có me chín 100g hòa cùng 200ml nước dầm lấy nước me, thơm nửa trái bằm lấy nước cốt, ớt đỏ cắt miếng, hành lá cắt khúc, hành tây cắt muối cao và một ít ngò để trang trí. Để cho món sốt được ngon chúng ta cần khoảng 1 muỗng canh tương cà. Gia vị còn có hạt nêm, tỏi băm, hành tím băm, tiêu, muối, đường. Nguyên liệu đã đầy đủ rồi ha. Bây giờ thì anh em mình thực hiện nè. Nhưng mà khó nhất thì em nghĩ là làm mấy con cua này đúng không? Để anh hướng dẫn em nha. Trước tiên chặt cua ngay yếm, sau đó cắt dây, dùng dao tách mai cua ra và cắt bỏ phổi, cắt bỏ phần vỏ thừa. Mai cua chúng ta cắt bớt vành bên trong, sau đó cắt đôi. Anh Vũ ơi, sau khi chặt cua rồi, bây giờ thì anh làm cái gì nữa nè? Chúng ta cắt bỏ phần cuối của chân cua, mình cua cắt đôi. Càng cua các bạn lưu ý để đứng đập bể. Bây giờ thì Ngọc Hương nghĩ là anh đến phần ướp cua đúng không? Đúng vậy em à, chúng ta ướp cua với một ít tiêu, muối, hạt nêm và một ít bột năng, sau đó trộn lên. Quý vị và các bạn có biết không, chính lớp bột năng này sẽ giữ lại độ ngọt cho hải sản đó. Tiếp theo chúng ta sẽ pha nước sốt me. Chúng ta cho nước me vắt vào, nước cốt thơm, tương cà 1 muỗng, hạt nêm 1 muỗng, canh đường 1/2 muỗng, cà phê muối. Tất cả chúng ta hòa tan đều lên. Chúng ta cho dầu vào chiên cua trong dầu ngập cho khi cua chín hẳn nha. Chờ cho dầu nóng già, sau đó cho cua đã ướp vào chiên. Anh Vũ ơi, mình chiên trong bao lâu hả anh? Chúng ta chiên khoảng 4 tới 5 phút là cua sẽ chín đó em à. Dạ. Em nhớ đừng có chiên lâu quá thì cua sẽ bị chín khô đấy. Dạ. Rồi, cua đã chín. Chúng ta vớt cua ra để ráo dầu. Nhìn cua chín có màu đỏ nhìn đẹp quá anh Vũ ha. Công nhận món này chuẩn bị công phu thiệt á nha anh Vũ. Nãy giờ mà em chưa thấy anh xào cua với me gì hết á. Em đừng nóng ruột, có ngay đây. Chúng ta cho một ít dầu ăn vào, thêm hành tím băm, tỏi băm, em nghe mùi thơm quá chừng thơm rồi đó. Khi tỏi và hành tím đã vàng, chúng ta cho sốt me vào,
chúng ta phải đợi cho xốp me sôi lại, sau đó mới cho cua vào. Em nghe mùi thơm nức mũi luôn rồi đó. Chúng ta xào khoảng 3 phút để cho cua được thấm xốp. Dạ, trông hấp dẫn quá đi. Cuối cùng chúng ta sẽ cho hành lá cắt khúc, hành tây cắt múi cao và ớt cắt xốp đều lên. Anh Vũ nè, mai mốt á anh Vũ nhớ chỉ em cái động tác mà lắc chảo gì nha. Em nhìn thấy chuyên nghiệp quá dần luôn á. Em nghĩ là nó đã chín rồi đó. Rồi đúng rồi em à, bây giờ chúng ta sẽ ra dĩa. Sau cùng chúng ta cho một ít ngò rí trên mặt. Anh Vũ đúng là đầu bếp chuyên nghiệp nha. Mà bây giờ á, cho em ăn thử đi, nhìn em rồi. Thèm quá à. Mời em. Anh Vũ ơi, thịt cua rất là ngọt nha. Mà nước sốt anh làm á, chua chua ngọt ngọt, ngon ơi là ngon luôn á. Chúc quý vị và các bạn thành công với món cua xốp me. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai được phát sóng vào lúc 11:50 trên kênh HTV7 với món canh khổ qua nhồi thịt. Xin được chào tạm biệt.